Xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị đang tiếp tục quay lại với video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Ngày hôm nay Ngân tranh thủ đang có mặt trên nhà của cháu Thanh, cháu nhỏ 8 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ ông bà cô chú ạ. Bởi vì cũng gần Tết rồi, Ngân có nhận được cái phần quà của bố nuôi cháu Quý gửi tặng cho cháu để ăn Tết. Ngân rất là muốn cháu Quý cùng đi với Ngân để đến thăm bé Thanh. Tuy nhiên là thời gian này thì công việc học tập của cháu Quý rất là bận, cho nên là đành Ngân cũng phải ghé một mình, bởi vì cũng sợ là nó sẽ giáp Tết rồi. Và Ngân có trích số tiền là 500.000 từ trong cái phần quà 2 triệu đồng của bố nuôi cháu Quý gửi cho Ngân để mua những cái nhu yếu phẩm cho cháu tặng quà Tết này. Còn cái phần này thì là một thùng sữa 170.000 thì Ngân có trích cái số tiền còn lại là 1.600.000 của anh Kỳ trong thành phố Hồ Chí Minh gửi cho Ngân từ đợt trước. Và Ngân cũng sẽ trao luôn số tiền là hỗ trợ tiền học tháng 1 của anh Kỳ Văn Lê ở trong thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho cháu Thanh. Rất là mong sẽ nhận được những cái sự giúp đỡ, yêu thương, ủng hộ của toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Ngân cũng xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến anh Kevin Lê, anh Kỳ ở trong thành phố Hồ Chí Minh và bố nuôi của cháu Quý đã có những cái phần quà rất là ý nghĩa, rất là thiết thực trong những ngày giá rét và cận Tết như này ông bà. Bây giờ thì Ngân kính mời toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị là sẽ đi vào bên trong để trao quà cho cháu Thanh ạ. Mỗi ngày hôm nay thì thời tiết ở vùng Hòa Bình cũng như là vùng Tây Bắc thì vô cùng lạnh ông bà cô chú ạ. Nhiệt độ giảm xuống 5-6 độ, thời tiết rất là giá rét, rất là thương cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Khi cái miếng ăn, cái mặc mà không có đủ thì những ngày như này cuộc sống sẽ diễn ra rất là khổ cực. Vậy nhưng con cũng về muốn về kịp thời để tặng cho cháu Thanh, bởi vì ở với ông bà cũng gần 80 tuổi rồi thì cái điều kiện kinh tế trong những ngày rét như thế này là càng không có. Cảm ơn các anh rất là nhiều đã hỗ trợ kịp thời những cái phần quà yêu thương như này để giúp cho các cháu, ông bà cũng trở nên là cảm thấy là ấm áp hơn. Hôm nay thì không biết có cháu ở nhà không nữa. Cháu Thanh ơi! Cháu ông! Vâng! Có cháu ở nhà không không? Có. À vâng ạ. May quá nhỉ. À thế ạ. Vâng. Con chào các ông bà đi con. Con chào các ông bà. Rồi. À, xách quà lên với chú Ngân nào. À, có bê được sữa không? Đấy đấy đấy. Bà gọi bà đang đang làm. À bà gọi bà. Bà chỗ này nè. À thế ạ. Thế ông ơi ông xách cho cháu cái thùng sữa lên với. Cái thùng sữa này. Vâng. Lại đến thăm ông bà với cháu một tí. Vâng. Vâng. Mời các ông bà với cô chú là về trên nhà đi ạ. Trời rét quá. Vâng. À vâng. Vâng. Đây con cứ để đây đã tí. Bà đi làm gì hả ông mà phải đi nhặt mấy cái củi đây mà ăn rét quá. Rét quá để đun củi à? Vâng. Cái này mà ngủ ngày rét này trên cái nhà sàn này chắc là buốt lắm ông nhỉ? Buốt nhưng phải. Vâng. Đệm lớp này lớp kia. Vâng. Nó cũng không ổn đúng không ạ? Vâng. Vâng. Bà về cho con. Chưa chú ạ. À thôi, thế thì thôi không cần bà. Bà cũng làm việc cũng không sao cả, ngồi đây với chú Ngân một tí nào. Rồi. Hôm nay là rét quá là Thanh nghỉ học à? Không. À, Vân đi à? À, Vân đi học. Tưởng là đừng nghỉ. Cô giáo cho nghỉ. Cô giáo cho nghỉ. À, thế là hôm nay là rét quá thì cô giáo cho nghỉ. Dạ. À, cho nên là biệt Thanh ở nhà. À, thế là ngày mai là Vân đi học, nếu mà ấm lên Vân đi học bình thường. À. Ôi giời, lạnh quá này mặc xem nào. Mới áo đây. Ờ, hội cháu đây này cũng phải 4-5 cái áo chồng lên nhau thì không lồng được đầy quá. Vâng. Thế hôm vừa rồi là chú Ngân mang sữa vào là uống hết chưa? Chưa chú ạ. À,
cũng mới đây mà chú ông nhỉ. Vâng. Vừa cái hôm đấy là đến hôm nay chưa được tháng nhỉ. Đấy 31 mà. Vâng, 31 tháng 12 ạ. Tết dương lịch. À Tết dương lịch ạ. Chào anh nhá. Dạ vâng, chào bà. Ai ông ngủ trong lấy chuột lại đó. Thôi bà, bà đi làm lấy củi à? Vâng, rét quá à bà. Từ sáng tới giờ mới mò ra khỏi à. Bếp. Vâng, rét quá. Ai cũng thấy như hội cháu đi này, cái tay cũng cóng hết lên. Chiếu qua nó bốn. Vâng. Dạ không lo chiếu đâu bạn. Ui. Hội lòng bóng cơ điên rồi. Dạ. Từ rét lần này đi làm chẳng làm được cái gì ông nhỉ? Vâng. Người già thì ra khắp ngoài cũng sợ nữa chứ. Sợ lạnh, nhưng sợ rét đấy. Ngồi trên nhà rét. Vâng. Xong rồi này đi làm thì ấm. À đi làm thì nó vận động đổ mồ hôi ra thì ấm hơn. Có chiếu trong kia ông không lấy chảy ra. Vâng. Gần đến Tết rồi bé Thanh đã mua được bánh kẹo gì chưa? Hả? Hừ quấy. Thế đâu có tiền để mua bánh kẹo chưa? Chưa chú ạ. À. Rồi hôm nay cháu cũng tranh thủ để ghé thăm ông bà. Thế lần đầu tiên là mua cho cháu cái này là số tiền 170.000 này, cháu trích ra từ cái tiền hôm trước của chú Kỳ ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì vẫn còn quỹ, thì cháu mua cho cháu Thanh thêm một thùng sữa để đỡ ông bà phải lo. Mua cho cháu Thanh ít cái đồ cũng gần Tết rồi ông ạ. Còn có chính là mấy hôm nữa nhỉ, bà nhỉ ông nhỉ? Hôm nay hay mấy thầy? Hôm nay là 14 rồi, còn 16 hôm nữa. Còn 16 hôm nữa là mùng 1 Tết đấy. Đúng, mùng 1 Tết. Đây là tầm khoảng 10 hôm nữa là cũng nghỉ Tết rồi. Đúng rồi. Nhanh lắm. Vâng. Hôm tôi cố gắng lắm đấy. Vâng, thôi, bé Thanh có hay ăn mì tôm không? Có. Đấy là một thùng mì. Gọi là cũng là quà Tết này, cho nên là chú Ngân có thêm mua thêm quay bánh nhá. Vâng ạ. Đấy, để cháu có để đây cho bé nhỉ, ông nhỉ. Rồi. Này, hai gói bánh nhá. Dạ. Bé Thanh có thích ăn bánh không nhỉ? Cháu có chú ạ. Thế thì cái này liệu có ăn hay là để dành đến Tết nhỉ? Ừ. Cháu để dành đến Tết chú ạ. Rồi, thế là để Tết mới ăn nhá. Dạ. Cái này thì còn những cái phần này thì nó cũng cả ông bà luôn thì cũng cùng sử dụng được. Cái này là miến này, miến ngày Tết đấy ông ạ. Chai dầu ăn này. Đó. Cháu cứ để đây. Còn có cả nước rửa bát này, nước mắm này. Cháu mua có cả bột giặt nữa không ạ? Vâng, bà nhá. Bà hay giặt đồ chắc là. Vâng, cháu cứ để đây. Vâng. Cái này thì là bột canh. Đấy. Vâng. Bột canh, còn cái này là cái hạt nêm, không biết là ông bà có hay dùng cái này. Vâng. Vâng, hạt nêm có đau đấy. À dìm, ngon. Đấy. Có hay dùng ông với bà ấy? Có nấu ăn cho cháu có hay dùng không ạ? À vâng, bột ngọt này. Vâng. Đó. Còn đây là đường. Ông ạ. Đấy, thì cái phần quà này thì tổng cộng là riêng không tính đến cái phần thùng sữa thì là 500.000 đúng không ạ? Bà ơi, bà cất giúp con vậy. Dạ. Là cái này là số tiền mà con trích ra từ cái 2 triệu đồng của bố nuôi của cháu Quý. Thì chú ấy cũng ở bên Hoa Kỳ, thì có gửi cho mừng cho cháu Thanh là 2 triệu để mà ăn Tết. Nhưng mà có con gái nuôi ở trên Quyết Thắng ấy, nhưng mà cháu thì đang phải thời gian này đang phải học nhiều quá, thành thử ra là không có đi với cháu được. Ngày hôm nay thì có mỗi mình cháu được về để gửi quà cho ông bà với lại cháu Thanh thôi. Với Thanh nhá. Dạ. Hôm nào xin phép ông bà cho người lên chơi nhà chị Quý nha. Dạ. Đi với chú Ngân hoặc là cùng mời các ông bà đi cùng nhà Tết đây nha. Dạ. Cháu trích 500 rồi thì còn 1,5 triệu nữa, thì bây giờ con sẽ gửi cái số tiền 1,5 triệu là tiền quà của bố nuôi của cháu Quý để gửi cho Thanh. Dạ. Đấy, xong rồi cháu cũng trao luôn cái số tiền là hỗ trợ tiền học tháng 1 của chú Kevin Lê ở trong thành phố Hồ Chí Minh cho cháu Thanh luôn để cho ông bà cũng đỡ vất vả. Vâng, rồi đây là đầu tiên, đây là số tiền là 1,5 triệu, coi như là tiền lì xì sớm đi nha. Của bác ở bên Hoa Kỳ gửi cho con nhá. Dạ. Con cảm ơn bố nuôi của chị Quý đi. Con cảm ơn bố nuôi của chị Quý ạ. Rồi, đây con cầm này.
Khăn còm xong rồi tí nữa con đưa lại cho ông hay cho bà gì cũng được nhá. Đưa cho bà con mà. Đấy, để đến hôm mua được quần áo mới không nhá. Năm nay Tết đã có quần áo mới cho con. Chưa. Mai kia. Đấy, thế thì dùng cái tiền này để mua quần áo mới nhá. Dạ. Rồi, còn số tiền 1 triệu này là số tiền hỗ trợ học cho con của chú Kevin Lê ở trong thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ tháng 1 cho con nhá. Để đi học buổi sáng thì có tiền mua đồ ăn sáng, đỡ ông bà phải vất vả thêm nhá. Dạ. Rồi, con cầm đi. Con xin chú. Rồi, con cảm ơn chú Kevin Lê đã giúp đỡ con. Chú Kevin Lê đã giúp con. Rồi, kính chúc ông bà các cô chú sức khỏe. Kính chúc các ông bà sức khỏe. Rồi, con cảm ơn chú Kỳ đã gửi sữa cho con. Con cảm ơn chú Kỳ đã gửi sữa cho con. Rồi, đấy thì con cũng trao cái phần quà ông ạ với cái phần tiền mà hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho ông bà. Đấy thì gần năm hết Tết đến rồi thì được giúp đỡ được phần nào thì cũng quý cái phần đấy ông bà nhá. Vâng, đấy còn cái này thì chắc là tí nữa ông bà cũng có đi giúp cho con. Tôi cũng cảm ơn các nhà thiện nguyện, các nhà hảo tâm, các nhà có tấm lòng nhân ái đối với cháu. Xin gia đình và thay mặt cháu cũng xin chân thành cảm ơn tất cả. Vâng, những cái ngày giá rét như thế này thì như người già với trẻ con là cũng hay rất là thiếu thốn, khó khăn một lúc. Cho nên là được những cái sự giúp đỡ này cũng cảm thấy là ấm áp hơn ông ạ. Vâng. Ông ơi, thế cái từ đây lên mà cái chỗ mà phần đất ấy, mà hôm trước mà ông bảo là sau này ông bà mà chia cho cháu Thanh thì có xa lắm không nhỉ? Không xa đâu, giữa làng. Vâng, có phải là đi đến cái đầu cái con ruộng? Nếu mà đi là đứng có cái đường 500 này đi thọc vào này. Tức là đầu đến cái cánh đồng xong ngoẹo tay trái vào đấy ạ, phải không nhỉ? Chưa, không phải. Ngay chỗ làng này thôi. Vâng, ngay làng này ạ. Vâng. Làng này. Hay là bây giờ ông cháu mình thử lên trên kia xem được không nhỉ? Mình lên trên cho thực tế để cho ông bà biết là cái đất của ông bà chia cho cháu là như thế nào luôn nhỉ? Đây, cùng cho cháu Thanh cùng đi. Đấy, thế là bà không đi cũng được, bà ở nhà trong nhà cũng được. Bà ơi, thế thì bà tí nữa bà cân những cái này giúp cho cháu ấy nhá. Ngân kính mời toàn thể các ông bà cùng với ông với này cháu Thanh là lên trên cái miếng đất mà dự định là chia cho cháu để xem như thế nào luôn ạ. Vâng, trong cái kia của cháu nhá. Vâng. Bà đi xe với cháu luôn nhỉ? Vâng. Đi xe máy luôn nhỉ? Không thì đi xe đạp thì lâu lắm. Chắc là lạnh quá. Ôi, chui vào cái gì nước không này. Đi lên trên kia để biết thực tế đâu ông ạ. Chứ còn đất ở đây thì họ người ta sau này cái đất này là đất thuộc dạng cũng đất vườn thôi. Người ta cũng không cho mình làm nhà lâu dài cố định đâu ạ. Vâng ạ. Vâng. 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 Dạ. Đường 500 là vào trong này hả ông? Ồ. Là vườn nhà ông đây ạ? Vâng. Là chia cho cháu Thanh ở đây ạ? Cái này là khu này không? Vâng. Thế mình dừng xe ở đây luôn ạ? Vâng. Vâng, dừng xe đây nhỉ? Là đến rồi. Ồ, khu này cũng heo hút nhỉ ông nhỉ? Đá không đi chứ. Nhưng mà được cái đường thì cũng tiện. Hiện tại thì Ngân với lại ông với lại cháu Thanh thì đã đến cái khu vực mà đất là đất của nhà mình. Cái đất này là đất có sổ đàng hoàng rồi chứ ông nhỉ? Vâng. Vâng, đi đi vào trong này nhỉ. Là nguyên cái miếng này luôn à ông? Vâng. Ui, khu này như cháu thấy là đá khiếp nhỉ. Ui, ông này như giống ở trên kia cái có cái con gì phải không? Cái tổ khoái đấy. Tổ khoái à? Ừ. Đến đầy thế này. Nhiều có lấy được đâu. Ôi nhiều thế. Cái này nó làm một cái hình như cái hốc đá tổ ong nhỉ. Cho thấy ở đây thấy có 3-4 cái rồi đấy. Đây à ông, từ cái bờ rào, từ cái những cái cây xương rồng này. Đấy. Vâng, cho nó đến cái chỗ mà rào bên này. Và là đến tận cái bụi những cái bụi cây tre kia. Rồi, ở đây hiện tại là còn những cái bụi cây cây xấu hổ này là đến tận cái bên cây tre kìa ông. Cái bụi cái đấy bên trong nữa. Bên trong nữa. Chứ mà sau này ví dụ làm nhà cho chẳng hạn như làm nhà cho cháu Thanh thì mình sẽ làm ở cái khu này không? Khu này cho cháu là dưới cái đáy đường dây thôi. Vâng, nó sâu mà mình chỉ đi vào bên trong này được. Đất bằng phẳng đấy nhỉ.
đất này thì nếu mà có làm nhà thì chắc là cũng không cần phải đôn móng cái gì quá nhiều, bởi vì là nhìn nó là bằng phẳng lắm. Cái đất này là cho dạng là đất thổ cư luôn hiểu không? Vâng, dạ. Cái là vì phía sau này có những cái dãy núi rất là, ngọn núi rất là cao ông bà cô chú ạ. Đấy, trong này là khu này là cũng gọi là vào rừng này, bây giờ bà con còn đi thả trâu thả bò về đây. Chiều tối là bắt đầu thả trâu thả bò. Được cái là đường vào thì cũng tiện, cháu thấy là ô tô vào được tận đây. Đất này rất là bằng phẳng. Ông ơi, thì cháu hỏi thật nhá, bây giờ cháu còn rất là nhỏ, cháu Thanh ấy. Nếu mà bây giờ mà làm nhà lên trên này thì ông bà có lên trên này ở không? Vâng, phải ở theo cháu đấy. Vâng, nên là mình bỏ cái vâng, vườn ấy kia đấy nhỉ. Đấy. Vâng, bởi vì là cái thật ra cái vườn đấy thì nó cũng chỉ là đấy, mình cũng sau này cũng người ta cũng có thể lấy lại được bất cứ lúc nào. Đúng rồi. Cái đất đấy là đất mình mượn mà, đúng không ạ? Vâng, thì cơ bản là bây giờ cháu thì chưa có nhà, ông bà thì cũng phải nuôi cháu, nên đi đâu thì ra lều ra vườn thì cũng phải ở thế thôi ạ. Vâng. Nếu mà cháu được làm nhà ra đây thì ông bà lại cũng phải về chung với cháu để chăm sóc cháu còn nhỏ này, vừa 8-9 tuổi ấy, ông nhỉ. Vâng. Ông bà giờ già rồi không biết nào thì vâng, cháu ở đâu cũng phải theo đấy thôi. Vâng, thì cũng phải như thế ông ạ, thì làm sao cháu ở một mình được. Vâng. Vậy ít nhất phải mười mấy tuổi. Đúng rồi. Vâng, bây giờ vừa có 8 tuổi nên này nhỏ quá. Thế bé Thanh ơi, chú hỏi này, nếu mà làm nhà lên đây thì cháu có thích ở trên này không? Có. À, thích ở đây luôn à? Ở đây thì tại sao thích nhỉ? Có ở đây gần trong làng đúng không? Đây có các bạn cháu có chơi với ai ở khu này không? À, thế là thích ở trên này. À, thế thì do điều kiện mình chưa có thôi ông nhỉ, chứ còn nếu mà làm nhà được trên này, cái chỗ này nó cũng bằng phẳng thuận tiện quá. Ví dụ làm được cái chuồng gà, xong rồi chuồng lợn thì cùng chăn nuôi thì tốt quá nhỉ ông nhỉ. Khu này là cũng mát mẻ đấy, có cái đá núi này là mát cực kỳ luôn. Và cái đất này rộng thế này cơ mà. Vâng. Vâng. Nên có cái về dạng người ta rào rồi cái vườn này lại thọc lên trên kia này. À vâng. Đấy. Tí là còn đất độ ông là còn sâu lên trên đấy nữa. Sâu đấy. Vâng. Vâng. Lèo lên trên kia một tí nữa. Vâng. Tí là cũng rộng đấy, khu này thì cháu như cháu thấy chắc phải đến cả tính ra phải đến cả hơn 1000 m² rồi chứ, ông nhỉ? Vâng. Vâng. Thật ra thì về cái điều kiện để làm nhà cho cháu Thanh nhé, ông bà cô chú thì Ngân cũng chưa có một cái hy vọng gì cả. Nhưng mà cũng muốn chia sẻ với toàn thể quý ông bà cô chú biết là để xem cái đất đai mà ông bà của cháu thì chia cho thì nó như thế nào. Nhưng mà thật sự là thấy cái miếng đất đấy thì Ngân cũng rất là ưng. Bởi vì nếu mà có làm nhà thì không phải lo về cái phần mà giải quyết cái mặt bằng, bởi vì cái miếng đất ở đây nó quá là bằng phẳng luôn. Nhìn đều đẹp vuông vắn và rất là thuận lợi trong cái việc ví dụ như làm nhà, bắt đầu làm được cái chuồng chăn nuôi gà thì đấy thì rất là hợp lý. Cái khu này, khu vực này nó đều rộng rãi. Thật sự với chia sẻ với ông bà cô chú thì bây giờ ông năm nay với bà là cũng ngoài hơn 70 gần 80 tuổi rồi, thì cũng chăm sóc được cho cháu tầm vài năm nữa là ông bà cũng đến cái tuổi mà già rồi ấy, thì tương lai của cháu Thanh thì lúc đấy thì cũng thật sự là cũng không biết là thế nào ông bà cô chú ạ. Cho nên là nếu như được các ông bà cô chú mà thương thì Ngân cũng sẽ cố gắng là để xây một căn nhà nhỏ nhỏ cho cháu. Đấy, ngày hôm nay ông ạ, thì cháu về thì cái việc chính á là trao cái tiền hỗ trợ cho cháu với quà Tết. Và cháu cũng muốn là biết là cái mảnh đất mà ông bà mà chia cho cháu là như thế nào. Nếu như mà có cơ hội á, thì cháu sẽ cố gắng là cũng nhờ các ông bà, các cô chú, những nhà hảo tâm xa gần để giúp cho cháu được một cái mái ấm tình thương nhỏ nhỏ. Nhưng mà cái phần đấy thì cháu cũng chưa dám hứa trước ông ạ. Vâng. Thì cháu cũng chỉ là chia sẻ với ông bà biết để nếu mà có cơ hội thì nó thuận tiện như thế nào thôi. Vâng. Nhưng mà về đất đai thì ông bà chia cho cháu như thế này là thuận tiện rồi. Cháu cũng thấy rất là đẹp rồi. Nhưng phần xây nhà thì nó mới là quan trọng, thì cũng chưa có kinh phí. Vâng. Cho nên là cháu cũng chưa dám hứa cái trước cái điều gì, nhưng mà cứ chia sẻ như thế thôi. Vâng. Thì mong là cũng có những cái may mắn đến với cháu, bởi vì là ông bà thì ngày càng già đi, thì chăm sóc cho cháu mãi cũng đâu có được đâu. Cho nên là cháu thì lại bây giờ là mất đi cả cái tình cảm của bố của mẹ như thế này thì rất là khó khăn.
Đặc biệt là sau này vài năm nữa cháu lớn lên thì càng cái cuộc sống là càng cần phải chăm sóc nhiều hơn, học hành này kia rất là tốn kém. Cho nên là cháu cũng mong là ông bà là cũng sẽ thương tình để giúp đỡ cho ông với bà, để có thể là tạo điều kiện để giúp cho cháu để có một cái ngôi nhà. Chứ thật ra thì cháu vào cái căn nhà ở dưới kia thì cháu cũng thấy là thực sự là cũng khó khăn, cái lều đó ông ạ. Thì giá rét như thế này thì người già gần 80 tuổi với cháu nhỏ để ở rất là tội. Cho nên là cũng mong là sẽ có những cái may mắn đúng không ạ? Thì vâng, giúp đỡ cho cháu, mong là có tin vui để cháu sớm quay lại. Vâng. Thì mỗi tháng thì cháu cũng thấy ghé như thế để hỗ trợ cái phần học của chú Kevin đây cho Thanh. Vâng. Còn mong là sẽ có những cái phép màu, những cái điều kỳ diệu để giúp đỡ cho cháu Thanh có được hy vọng là một thời gian đến này này trên chính cái mảnh đất này ông ạ, thì sẽ vâng, có một cái ngôi nhà ước mơ, hy vọng để giúp cho cháu Thanh có một cái cuộc sống thì cũng lâu dài ổn định hơn ông ạ. Vâng. Vâng. Ông không phải xúc động nữa. Dạ, dạ. Ông xúc động ông bà của chú ạ thì cũng biết làm nào được, thì thương cháu. Nhưng mà tuổi già thì gần như là cũng bất lực ông ạ. Về 80 tuổi rồi thì biết làm như thế nào được. Thì cũng chỉ là nuôi được cháu ăn bữa là may lắm rồi. Vâng. Thế thôi, giờ tuổi cao được chút yếu nữa. Vâng. Bữa gạt cho cháu được lúc phần nào thì hay phần ấy thôi, chả biết thế nào đó. Vâng. Thế thôi ông ạ, thì vâng, ông cháu mình cũng lạnh ở ngoài này, nó lạnh lắm, càng chiều nó càng lạnh. Ông với cháu với lại Ngân thì cũng chia sẻ với ông bà cô chú để biết thêm cái miếng đất như thế này, mong là sẽ có những cái may mắn đến với cháu Thanh. Cháu Thanh cảm ơn các ông bà các cô chú đã giúp đỡ con đi con. Con cảm ơn các ông bà các cô chú đã giúp đỡ con ạ. Đã gửi quà cho con hả? Đang gửi quà cho con ạ. Rồi, thì có tiền mua áo mới rồi thì hôm nào chợ thì vâng, ông với bà mua cho nhé. Để đi chơi Tết với các bạn nhé. Thích không? Con thích làm chú ạ. Rồi, vâng ạ, thưa ông bà, thưa cô chú, thưa anh chị cùng các bạn, video ngày hôm nay thì Ngân cũng sẽ khép lại tại đây thôi ạ. Ngân rất là cảm ơn những cái sự quan tâm, giúp đỡ của toàn thể quý ông bà cô chú để cho bớt cái gánh nặng cho ông, cho bà, cũng như là để cho cháu Thanh cũng cảm giác là có được cái sự yêu thương chia sẻ trong những cái ngày giá rét, đặc biệt là cận Tết như thế này. Cảm ơn bố nuôi của cháu Quý ở Hoa Kỳ, cảm ơn anh Kỳ Vân Lê ở trong thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn anh Kỳ ở trong thành phố Hồ Chí Minh đã gửi những phần quà, số tiền mặt để hỗ trợ cho cháu. Xin kính chúc toàn thể các anh, ông bà, cô chú, các anh chị là luôn luôn là mạnh khỏe, và mong ước rằng sẽ nhận được thêm những cái sự giúp đỡ của toàn thể quý ông bà, cô chú để Ngân lại tiếp tục có thể là giúp cháu Thanh có một mái ấm tình thương nho nhỏ để cháu có một cái tương lai cũng hy vọng hơn và tốt đẹp hơn. Xin chào toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc.